anh chị ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Cô chú anh chị ơi, hôm nay chúng ta trở lại với bến đò nhà thờ nha cô chú anh chị. Dạ, ở nơi đây bến đò nhà thờ này ở xã Kiến Thành. Dạ, bến đò ở cạnh nhà thờ cho nên là có tên gọi là bến đò nhà thờ. Và còn có một cái tên gọi của ngày xưa nữa, đó là bến đò ông Tảo. Dạ. Chỉ là một bến đò ngang thôi, hàng ngày cứ đều đặn đưa bà con mình sang sông. Dạ, cứ đi và về để nối liền giữa hai bờ. Nơi đây là cù lao ông trưởng và xã Kiến Thành. Bến đò đưa bà con mình sang bên kia sông là chợ mới, huyện chợ mới của tỉnh An Giang mình ha. Dạ, và đây là dòng sông ông trưởng nè. Dạ, đó, có những chiếc đò ngang như vậy trên dòng sông ông trưởng này thì có khá nhiều bến đò. Dọc từ đây đi về tới Mỹ luôn thì cũng có khá nhiều bến đò của chú anh chị. Dạ, và hôm nay thì Kim xin mời tất cả bà con mình cùng trở lại với bến đò nhà thờ nha, còn có tên gọi là bến đò ông Tảo ngày xưa đó. Dạ, cứ giờ này thì vào thời điểm này thì các em đến trường cũng nhờ chiếc đò này mà đưa hàng ngày đưa bà con mình đi buôn bán, đi làm việc cũng như các em đến trường. Dạ. Cũng rất tiện lợi chứ không phải đi vòng đường cầu xa xôi ạ. Đây là tất cả những gì muốn nói thì cũng gửi đến cho bà con mình những hình ảnh của quê hương với những dòng sông và những con đò. Dạ, đó thì như cả nhà nhìn thấy nè, đó hàng ngày thì các em đến trường cũng qua nhờ những chiếc đò này. Dạ, đến trường bởi vì muốn học lên đến cấp 3 thì phải đi ra chỗ mới thì mới có trường cấp 3 để học nha cả nhà. Vì vậy mà các bạn học sinh cấp 3 đều đi qua những chiếc đò ngang như thế này. Nếu không thì mình sẽ đi đường cầu á cô chú anh chị. Dạ, phía trước màn hình mình nè, ở đây là mình sẽ đi về chào nha. Bữa nay thì dạo thời gian gần đây thì cũng có chỗ bán giải khác đó cô chú anh chị, cho nên là cũng kê tạm những chiếc bàn ở phía trước nhà thờ thì các anh cũng sớm cũng ra đây thư giãn bên ly cà phê. Dạ, thấy Kim quay phim thì mấy anh cũng chào mọi người đó. Dạ, cũng rất là thân thiện, người dân quê hương mình là như vậy đó cả nhà. Đó, phía trước màn hình mình thì đây mình đi về Mỹ luôn nha cô chú anh chị, đi về chùa An Hòa Tự. Dạ, cũng như mình đi Mỹ luôn là đi hướng này. Còn như phía trước màn hình mình ở đây á, thì là mình sẽ đi về chợ mới nha. Đi về chợ mới cũng được nữa nhưng mà mình phải chạy vòng qua cầu ông trưởng thì mới đến được chợ mới nha cô chú anh chị. Dạ. Phải nói là bến đò này thì Kim ghi hình rất là nhiều lần rồi chứ không phải lần đầu tiên. Nhưng mà những hình ảnh buổi sáng sớm sinh hoạt nơi quê hương miền Tây sông nước này thì bao giờ cũng khác lạ phải không ạ? Dạ. Cảnh vật đó, dòng sông đó, con đò đó, nhưng mà người lưu thông trên chiến đò thì có sự thay đổi đó cô chú anh chị. Như mùa này thì các em học sinh đến trường bởi vì muốn học lên cấp 3 là phải sang đò và ra ngoài chợ mới mới có trường cấp 3 nha cô chú anh chị. Cho nên là muốn học để cho mình có được một cái bằng tốt nghiệp thì mình phải chịu cực khổ, phải đi học bằng những qua những chiến đò như thế này thì mới đến được trường nha. Dạ, vất vả là vậy nhưng mà người dân quê tôi thì đây là một cái nếp hình thành từ xưa rồi. Cho nên lựa chọn đi đường gần hơn thì phải đi qua những chuyến đò này. Và nó đã trở thành chuyện bình thường hàng ngày rồi cả nhà. Không có gì mới lạ nữa hết. Dạ. Và cũng cứ đều đặn như vậy, bà con cứ lựa chọn đi những chuyến đò như thế này. Rất là dễ thương ha cả nhà ha. Thì hôm nay thì Ấm Áp Miền Tây cũng phải nói là cố ý muốn đến đây thật sớm để ghi hình khung cảnh nhộn nhịp nơi bến đò vào sáng sớm. Sinh hoạt của bà con mình để gửi đến cho tất cả mọi người và tất cả cho những bà con gần xa để xem, cứ thỉnh thoảng thì mình xem lại bến đò của mình, xem lại quê hương của mình trên dòng sông ông trưởng. Và thực tế là đây cứ hàng ngày thì những chuyến đò ngang này cũng đưa bà con mình đều đặn sang sông như vậy từ sáng cho đến tối nha cả nhà. Mình đi về tối cũng vẫn còn có đò nha. Thường thì những chuyến đò nơi vùng sâu vùng xa
nơi những cách biệt giữa những con sông nhỏ lớn nhỏ như thế này thì đi qua phải những chuyến đò, nhưng chỉ vào được vào buổi sáng sớm như vậy thôi cả nhà. Và buổi chiều khi bà con mình đi làm về cũng như các em tan trường thì mới có sự đông đúc như vậy thôi, chứ còn bình thường thì cũng vắng lắm. Kia bên bờ sông là đó là bến đò để mình lên đó cả nhà. Mà lên trên đó rồi qua sang được bên đó rồi thì là huyện Chợ Mới nha. Sống động của quê hương miền Tây sông nước An Giang này, chỉ có vùng sông nước mới có những chiếc đò lênh đênh trên dòng sông như thế này và đưa những bà con mình xuôi ngược sang sông để đi làm như buôn bán hay là như các em đến trường. Đó là như vậy. Bởi vì muốn có được một bằng tốt nghiệp cho mình, có ích cho bản thân mình để học lên đại học hay cao đẳng gì đó thì chúng ta phải có một bằng tốt nghiệp. Muốn có được như vậy thì phải vất vả đó cả nhà. Hàng ngày thì các em phải đội mưa nắng để mà sang đò, rồi đến được trường thì mới có được, cố gắng thì mới có được cái bằng tốt nghiệp cho bản thân mình ha, để có lợi cho bản thân mình và cũng giúp ích được cho gia đình sau này. Dạ, đó là những gì Kim muốn nói, những hình ảnh của quê hương sông nước. Bởi vậy, vì vậy mà Kim cũng muốn nhắn nhủ với các bạn là những nơi mà ở gần hơn, tiện hơn, những trường học đường đi thuận lợi hơn, dễ dàng hơn thì hãy cố gắng học để có được cái bằng tốt nghiệp, được tấm bằng tốt nghiệp trong tay mình để sau này mình đi làm việc gì đó, hay là muốn học lên nữa, hay là
gì đó vân vân, thì sau này để mình giúp đỡ được cho gia đình thì phải cố gắng. Các em đừng có phụ lòng những người đã yêu thương lo lắng cho mình từ ngày trước đến giờ như cha mẹ và thầy cô ha. Còn nhắn nhủ với các em đến trường gần hơn, tiện hơn thì cũng phải cố gắng học ha. Đó, nhìn thấy các bạn mình hôm mỗi lần đi học là phải vất vả như thế này. Có hôm thì phải mưa nữa đó cả nhà, có hôm thì phải mưa, rồi có hôm thì nắng gay gắt, mà cũng vẫn phải đều đặn đến trường để chi, để có được cố gắng học cho xong cái nhiệm vụ trách nhiệm của mình đi. Đó, để là có được cái bằng tốt nghiệp cho bản thân mình. Để còn sau này mình có được tấm bằng đó, mình sẽ làm được nhiều việc hơn để có ích cho bản thân mình, cho gia đình ha cả nhà. Chỉ là như vậy thôi, cứ hàng ngày những chiếc đò ngang như thế này đưa bà con mình trên dòng sông Ông Trưởng này đi qua đi lại như vậy thôi. Nhưng mà thật là êm đềm, thật là quê hương mình với những chiếc đò trên dòng sông ha cả nhà ha. Rất là dễ thương. Vì vậy mà lần này Kim trở lại muốn mời tất cả bà con mình trở lại một lần nữa ở bến đò nhà thờ, còn có tên gọi ngày xưa là bến đò Ông Tảo, để nhìn thấy lại cái cảnh quê hương mình. Cũng vừa qua Tết này thôi ạ. Hôm nay thì là ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch rồi, cũng mới vừa qua Tết một tháng đây thôi. Thì những chiếc đò quê hương mình là đều đặn như thế này. Đó, cũng mới đây thôi cả nhà. Kim ghi hình những thước phim lần trước thì Kim ghi hồi trong năm. Và còn lần này thì Kim cũng muốn cố ý trở lại bến đò một lần nữa, thăm lại bến đò nhà thờ, dạ, cũng như là bến đò Ông Tảo ngày xưa cả nhà ha. Rất là dễ thương những hình ảnh của quê mình. Nơi đây là xã Kiến Thành, thuộc về Cù Lao Ông Trưởng nha cô chú anh chị. Bởi vì ngăn sát cách những dòng sông lớn nhỏ như thế này, cho nên là ba bên bốn phía tất cả bà con mình ở các xã trên Cù Lao Ông Trưởng này muốn rời khỏi được Cù Lao này thì tất cả đều đi qua những chuyến đò như thế này, dạ, thì mới đến được bờ bên kia. Là mình đi Sài Gòn hay là mình đi ra Chợ Mới, cũng như mình đi Mỹ luôn, đi về cái Tàu Thượng vân vân, tất cả đều bắt đầu từ huyện Chợ Mới nha cả nhà. Đó, vì vậy mà phải nhờ những chuyến đò này. Dạ, cũng có khá nhiều bến đò ở vòng quanh Cù Lao Ông Trưởng này ạ. Dạ, bởi vì như Kim nói đó, muốn rời khỏi được Cù Lao Ông Trưởng này thì tất cả chúng ta đều phải qua được bến đò, phải nhờ những chuyến đò ngang như thế này mình mới đi được, mới rời được Cù Lao Ông Trưởng này để đến những nơi mình cần đến. Dạ, nhưng mà nó đã thành một cái lệ rồi cả nhà, thành một thói quen rồi, vẫn bình thường, cho nên cũng cảm thấy không có gì gọi là khó khăn hay là vất vả gì hết, bởi vì đều đặn như vậy rồi, trở thành từ ngày xưa tới bây giờ rồi.
thôi thì nãy giờ những hình ảnh những gì muốn nói Kim ghi hết vào ống kính mình để làm thành một video để mà gửi đến cho tất cả bà con gần xa xem những bến đò, những chuyến đò của quê hương trong nước mình. Dạ, và nơi đây Kim nhắc lại đây là xã Kiến Thành, và đưa bà con mình sang bên kia là huyện Chợ Mới, cũng như đưa các em đến trường sang huyện Chợ Mới để học lên cấp 3 để có cái bằng tốt nghiệp cấp 3 cho mình. Dạ thôi thì những chuyến đò ngang và những bà con xuôi ngược vào buổi sáng sớm như thế này, người thì buôn bán, người thì đi làm việc, người thì đi học, thì nãy giờ những hình ảnh đẹp vào buổi sáng sớm sinh hoạt nơi bến đò, nhà thờ là bến đò ông Tảo ngày xưa, thì Kim cũng ghi hình từ nãy đến giờ cũng khá lâu cho bà con mình xem rồi. Thôi thì có lẽ Kim cũng xin tạm dừng video của mình ở đây nha. Rất cảm ơn cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu mến đồng hành cùng với kênh Ấm Áp Miền Tây ạ. Giờ đây xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau. Xin chúc tất cả bà con mình thật nhiều sức khỏe và luôn thượng lộ bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin tạm biệt những chuyến đò quê hương. Xin tạm biệt những người con thân yêu. Xin hẹn gặp lại vào những clip sau ạ. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.